nên ba mẹ nhiều lần xung đột dữ dội với nhau. Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng vì thương con. Thậm chí có lần mẹ tưởng chừng như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, bế tắc và khủng hoảng. Mẹ bồng tôi lên tầng thượng của khu chung cư nghèo, toàn nhảy xuống tự vẫn cùng với tôi. Mẹ ngồi đó, hai chân buông thõng xuống khoảng không bên dưới, và chỉ cần nhích ra ngoài một chút thôi, mẹ sẽ lập tức rơi xuống. Tôi sẽ cùng chết với mẹ, và câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây. May mắn thay, mẹ đã lựa chọn làm khác đi. Mẹ đã không lao xuống mà ngồi đó suy nghĩ thật nhiều. Thế rồi khi ánh bình minh lên, khi mẹ đã bình tĩnh lại, khi mẹ nhìn thấy cuộc sống đang dần quay lại xung quanh mình, và khi mẹ nhìn tôi đã thức giấc, cựa quậy khóc trên tay, mẹ chợt tỉnh ngộ rồi tự nhủ với lòng rằng mình không có quyền cướp.